Hello, em xin chào các chị đẹp. Chủ nhật cuối tuần vui vẻ ha. Em chuẩn bị đi ra ngoài thì sẵn tiện em dùng cái kem chống nắng mà mọi thường cả năm nay em bán đó. Thì hôm nay em chia sẻ luôn về cái công dụng của cái kem chống nắng này. Cái hiệu Aqua 501 này nó của 50 SPS rất là công dụng nha mọi người. Em bán một thời gian qua có một số chị vẫn sử dụng thường xuyên. Hôm nay thì em làm cái video clip để nói rõ về cái kem chống nắng này. Tuy rằng em đi qua Nhật, qua Hàn Quốc và Đài Loan, em sử dụng rất là nhiều cái loại kem chống nắng như là hàng Hàn Quốc, cái hiệu Atom hoặc là cái Asnet của Nhật Bản. Và cuối cùng thì em thấy hai cái thằng này nó mắc quá. Em sử dụng tới cái thằng cuối cùng này và em thấy nó giá rất là hữu hiệu. Cái giá nó vừa sức với cái với người dân của Việt Nam mình, nhất là mấy chị em làm công nhân và mình sử dụng thường xuyên, vì khí hậu ở Việt Nam mình rất là nóng nên mình dùng mỗi ngày thì cái giá nó hữu nghị, mà hơn nữa nó rất là tốt. Cái kem chống nắng này một cái tip như vậy là 80g. Cái mình là ít chút xíu nhưng mà mọi người sử dụng thường xuyên thì kết quả nó mới tốt. Cái kem chống nắng này khi mà mình sức một chút xíu trong mỗi ngày thôi, mọi người thấy không? Vậy thì một cái tip này xài rất là lâu. Cái công dụng của nó rất là hay, nó làm một cái lớp nền. Nếu mọi người sức, có nhiều người hỏi em sức cái kem chống nắng này chỉ dùng kem chống nắng không dùng kem được hay không? Dạ thưa, vẫn được như thường, không có vấn đề. Nhưng mà điều một cái mình muốn giữ da cho mình đẹp có cái độ bảo dưỡng da nhiều hơn khi tiếp xúc với cái ánh nắng mặt trời của Việt Nam mình. Tới ngày nào cũng vậy, nắng tới 37-36 độ C thì mình dùng một cái kem dưỡng bên trong thì tốt nhất. Em cả năm nay thì em sử dụng cái kem Đài Loan này, nó rất là hữu hiệu nên cái da em rất là sáng. Sau đó thì em dùng một chút lên. Em để cái kem dưỡng da khoảng 1 phút ha, 1 phút 2 phút cho nó thấm. Mọi người biết không, cái kem chống nắng Nhật Bản này em bán thường xuyên cả năm nay á, nó có công dụng rất là hay. Khi mình sức mình thấm tới đâu á là nó thấm tới đó. Mình giữ 1 phút sau đó thì mình đi ra ngoài mình đeo khẩu trang nó không có rít ha. Cái khẩu trang của mình nó không có dính luôn. Mà nó làm cái lớp nền rất là đẹp. Em ngày nào em đi ra ngoài em cũng sức mà nó không có hại cái da, tại vì mình có một cái lớp dưỡng bên trong rồi. Nó rất là tốt nha mọi người. Cái giá nó lại hữu nghị nữa. Nhưng mà khi mình sức dùng chống nắng á, mình mọi người đừng có chi chét ra hết cái mặt mình mà mình thấm vô. Mình giữ cái da mình đi, tại vì mình càng ngày càng lớn tuổi thì cái lão hóa da rất là cao. Hơn nữa cái ánh nắng mặt trời nó làm da mình sẽ bị nám sạm rất là nhiều, rất là dễ bắt nắng. Mà khi mà nó để nám nhiều quá rồi á thì không có cái chống nắng, cái chị nám nào mà nó có thể hết được cái gương mặt của mình hết á. Mình phải đi thẩm mỹ viện đó nha mọi người. Nên em chia sẻ về cái bí kíp, tại vì mọi người nói em sao loại này cái da của em rất là đẹp, và cả cái trắng sáng ra, không phải là trắng sáng đâu, cái da em là bẩm sinh là da nâu, da ngăm. Em chỉ xức một thời gian thì nó sáng cái tông da lên đi, làm cho mặt mình nó sẽ bừng sáng lên chứ không có trắng giống như là tấm trắng hay là những cái da trắng bẩm sinh rồi. Như hôm qua em coi cái clip của Ngọc Trinh cũng vậy, người ta hỏi Ngọc Trinh á là chị cái chị nổi tiếng về cái trắng như Ngọc Trinh, về cái nội nữ hoàng của nội y, thì em hỏi chị là khi sinh ra chị đã có một cái làn da như vậy rồi hay là lớn lên chị bảo dưỡng thì chị mới đẹp như vậy, thì Ngọc Trinh vẫn nói rằng bẩm sinh của em sinh ra là da nâu, da ngăm chứ không có sáng trắng như bây giờ, như do cái quá trình của em điều dưỡng và em giữ rất là kỹ, hơn nữa em dùng rất là nhiều cái loại mỹ phẩm để lựa chọn, cuối cùng thì da em mới đẹp như vậy. Thì mọi người cũng hãy cân nhắc và sử dụng, nếu mà những cái kem dưỡng nào mà mình cảm thấy mình không thích hợp thì mình hãy bỏ ngay đi, mình sử dụng cái khác để cho nó cái da mình được cái lựa chọn phù hợp hơn ha. Em chia sẻ một bí kíp và em vẫn còn hàng, không có ứ hàng ha. Cái này cũng lấy từ hồi lúc Tết về rồi, nên mọi người cứ alo em.